thức ăn thì em thích cái miệng này hơn là em cho kiến thức ở những miệng này để bé ăn nhai nhé. Nó đơn giản thôi, dễ cho ăn lắm. Dũng bắt nó lên. Ừ, bạn về nhà mới rồi, ở dưới gầm ghế. Ôi trời, con pha nó xuống rồi. Em chuyển khoản hay là em không đồng ý? Em không trả tiền luôn. À, ok. Của em là... Mày nhá, mặt mũi mày. Ừ. Chẳng đến chỗ 8 nhá. Mình nhận ví nhá. Xin nhờ. Về đó ăn nhiều vô nhá. Ăn nhiều vô cho béo nhá. Ok không?